16. Trường giả phổ nhãn, phó thác thứ sáu thiện hiện hạnh. Bấy giờ, thiện tài đồng tử, ở chỗ trường giả bảo kế, nghe môn giải thoát đó rồi, thâm nhập vô lượng chi kiến của chư Phật, an trụ vô lượng thắng hạnh của Bồ Tát, thấu đạt vô lượng phương tiện của Bồ Tát, hy cầu vô lượng pháp môn của Bồ Tát, thanh tịnh vô lượng tin hiểu của Bồ Tát minh bạch thông lợi vô lượng các căn của Bồ Tát, thành tựu vô lượng dục lạc của Bồ Tát, thông đạt vô lượng hạnh môn của Bồ Tát, tăng trưởng vô lượng nguyện lực của Bồ Tát, kiến lập tràng vô năng thắng của Bồ Tát, khởi Bồ Tát trí, chiếu Bồ Tát Pháp. Thiện tài đồng tử đi từ từ đến nước đắng căn, bèn đi tìm hỏi thành phổ môn, tuy trải qua nhiều gian lao, nhưng không màng sự cực nhọc. Chỉ nhớ lời dạy của thiện tri thức nguyện thường gần gũi hầu hạ cúng dường, sách tấn các căn, đỉa các phóng giật. Sau đó mới thấy được thành phổ môn có trăm ngàn thôn xóm vòng khắp chung quanh, tường thành rất cao, đường xá rộng rãi bằng phẳng. Hiện tại thấy vị trường giả đó đang ở chỗ của ông ta, bèn đến trước đảnh lễ, đứng chắp tay mà bạch rằng đức thánh con trước đã phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà chưa biết bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh làm thế nào tu bồ tát đạo Trưởng giả bảo rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, người đã có thể phát tâm a-nậu đa-la tam-miệu tam-bồ đề, thiện nam tử. Ta biết các bệnh của tất cả chúng sinh, đó là phong hoàng, đàm nóng, quỷ mị cổ độc, cho đến bị nước lửa làm thương hại, sinh ra tất cả các bệnh như vậy, ta đều có thể dùng phương tiện cứu chữa khỏi thiện nam tử những chúng sinh trong mười phương có bệnh đều đến chỗ ta ta đều chữa trị khiến cho họ được khỏi lại dùng thuốc thơm tắm rửa thân thể của họ, lại ban cho họ hương hoa anh lạc, y phục tốt đẹp, đủ thứ trang nghiêm, bố thí các thức ăn uống và tiền tài châu báu, đều khiến cho họ đầy đủ, không ai thiếu thốn, sau đó đều vì căn cơ của họ mà thuyết pháp. Kẻ tham dục nhiều thì dạy họ quán bất tịnh, kẻ sân hận nhiều thì dạy họ quán từ bi, kẻ ngu si nhiều thì dạy họ phân biệt đủ thứ pháp tướng, kẻ tham sân si bằng nhau thì vì họ hiển bày pháp môn thủ thắng, vì muốn khiến cho họ phát bồ đề tâm mà khen ngợi công đức của tất cả chư Phật, vì muốn khiến cho họ khởi tâm đại bi mà hiển bày vô lượng khổ não sinh tử, vì muốn khiến cho họ tăng trưởng công đức mà khen ngợi tu tập vô lượng phước trí, vì muốn khiến cho họ phát đại thệ nguyện mà khen ngợi điều phục tất cả chúng sinh, vì muốn khiến cho họ tu hạnh phổ hiền mà nói các bồ tát nơi tất cả cõi tất cả kiếp trụ tu các lưới hạnh